rửa tráng cốc ngay đi, không ruồi mũi kiến nó bu vào bẩn lắm. Phí của giời. Mà mẹ bảo cầm hộp sữa vào trong phòng cho mẹ. Ôi, hộp sữa cất vào trong phòng làm gì hả mẹ? Thì lúc nào mẹ uống con hăng lấy ra pha. Lắm tiền mà kiệt sỉ. Mình mà có tiền á, nếu như có oxy mình mời oxy ăn thoải mái. Thuốc giảm đau và thuốc ngủ pha vào sữa cho mẹ uống. Bác sĩ kê nhiều thuốc quá nên là mẹ có uống được đâu. Thơm thế. Sữa gì ngon thế nhỉ? Thử ngụm nào. Ôi dồi ôi, thơm ngon béo ngậy quá. Mẹ cháu được chưa ạ? À, cô... Sao lâu thế hả cô? Đây, đây, xong rồi đây. À, sao mà cô đỏ bừng thế kia? Tự dưng chống ngực cô nó đập. Tự dưng mà chống ngực đập thùng thụp ý. Chắc chắn là phải làm cái gì mờ ám rồi. Bà chỉ có cái hay soi này. Tôi vừa rán xong 3 quả trứng đây. 3 quả trứng vẫn còn nguyên si. Thế rồi cô Yến cô lại gọi tôi đi giục pha sữa. Giục nhiều quá tôi cứ cuống cả lên. Vâng ạ. 1, 2, 3, 4. Ôi giời, ở nhà quê trứng gà nhà tôi nó đẻ tọt ra tươi như thế mà tôi còn chả ăn. Chứ ở trên này trứng thì giả thật như nào. Bà có mời tôi cũng chả ăn đâu, bà không thể đếm. Thôi mẹ ăn đi, không ai nghĩ gì đâu, cô đi pha sữa cho mẹ cháu đi. Sữa ấy đắt tiền lắm đấy. Một cốc sữa là đủ lượng calo cho cả một ngày đấy. Thảo nào, ngon thế. Dạ. Tôi nói rằng là sữa đắt tiền có khác. Người cũng đã thấy biết là ngon. Vâng. Đây này, bà thử xem. Thôi. Cô ngửi hít ít thôi. Hai cái lỗ mũi trông như hai cái ống hút thế kia này. Thì phải hít cả thìa mới thấy thơm ngon thế nào. Thôi mẹ uống đi cho nóng. Thì tôi quê mùa, tôi cũng ngửi một tí để xem người thành phố của các bà ở trên này sướng như thế nào vậy ạ. Mẹ uống nốt đi mẹ. Thôi, rửa tráng cốc ngay đi, không ruồi mũi kiến nó bu vào bẩn lắm. Phí của giời. À, vâng, cô uống hết đi xong là cô rửa cốc hộ cháu nhá. Cho nó đỡ phí mà, vâng. Của ngon như thế này, tiết kiệm mà. Vâng, cho đỡ phí cô ạ. Mẹ ăn đi cho nóng. Từ từ, mẹ đi vệ sinh tí đã. Dạ. Mà mẹ bảo cầm hộp sữa vào trong phòng cho mẹ. Ôi, hộp sữa cất vào trong phòng làm gì hả mẹ? Thì lúc nào mẹ uống, con hăng lấy ra pha. Vâng. Lắm tiền mà kiệt sỉ. Mình mà có tiền á, nếu như có oxy mình mời oxy ăn thoải mái. Mày, mình nhanh ý uống thử một cốc. Cũng nhận ngon thật đấy. Chị hai. Có gì ăn được không chị? Không. Ý, em uống cốc sữa đây cũng được. Cái tay, bố ta. Đây là sữa của mẹ nhá. Thì em uống xong anh pha cốc khác. Không được. Đây này, cậu có thấy không? Thuốc giảm đau và thuốc ngủ pha vào sữa cho mẹ uống. Bác sĩ kê nhiều thuốc quá nên là mẹ có uống được đâu. Thế thì thôi, em đi vậy. Khoan, chị ạ. Này,
vứt hộ cái vỏ thuốc, cầm cái hộp sữa này vào cất thật kỹ trong phòng mẹ nhá. Để đây cầm vô chi. Mẹ bảo cất thì cứ cất. Con Nụ ơi, cháu nhờ cô chút ạ. Có tôi. Cháu vừa pha xong cốc sữa cho mẹ, lát nữa nguội thì cô mang vào phòng cho mẹ cháu uống nhá. Cháu đi ra ngoài có chút việc ạ. Bà ơi, sữa nguội rồi bà dậy uống đi ạ. Ôi trời ơi, tôi chưa muốn uống đâu. Hôm nay dở rời sao cái chân nó đau quá cơ. Cô có bóp hộ tôi cái chân bên này một tí không? Vâng ạ. Ôi trời ơi, cô tí cô mà gãy chân người ta à. Ngâm quá cơ. Đàn bà con gái gì mà làm thế. À, nhẹ tay thôi. Ôi trời ơi, không biết đến bao giờ mới hết cái nạn này. Xây một ly đi một dặm, đến khổ thôi. Ơ kìa, cái cô này, cô ngủ đấy à? Cô Nụ ơi. Mẹ ơi, con về rồi đấy ạ. Ờ. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Hôm nay dở rồi cái chân nó nhức quá cơ con ạ. Sao con Nụ lại ngủ này? Đây, mẹ nhờ bóp cái chân, vừa mới bóp được mấy cái đã ngủ lăn ra. Đấy, ò ò thế này này. Mẹ ơi, mất công con pha sữa. Mẹ uống hết đi chứ mẹ uống có nửa này. Mẹ đã uống tí nào đâu mà một nửa. Mẹ chưa uống tí nào á? Chưa. Lúc nãy con pha đầy cơ mà. Ôi trời chết rồi. Sữa thì còn ít mà con Nụ ngủ thì nhiều. Con Nụ! Con Nụ! Dậy! Lấy cái khăn mà lau miệng. À, khăn lau miệng à? Vâng. Này! Lau cái miệng cô ấy. Ăn vụng mà không biết chùi mép. Ôi trời ơi! Cơm, tôi đi nấu cơm. Tôi nấu cơm nhá. Nấu chưa? Quần áo, cái quần mới như thế mà lại mài cho thủng ra. Thế chả là buồn cười là gì. Mà còn tóc tai nữa. Dạ. Mẹ thấy cũng chả ra thế nào. Đang yên đang lành thì nhuộm xanh, nhuộm đỏ, rồi nhuộm tím, nhuộm vàng. Rồi dựng ngược hết cả lên. Trông như con vẹt ấy. Mà mẹ nói cho mà nghe, ra đường chỉ tổ hút bụi. Mẹ ơi, bây giờ thế giới phẳng rồi. Thế giới phẳng là thế nào? Ai mà chả biết trái đất hình tròn. Phẳng đâu mà phẳng. Khổ quá, trái đất vẫn hình tròn. Thế nhưng mà phẳng ở đây ấy, có nghĩa là mọi người trên thế giới như là sống chung cùng một nhà ấy. Mọi người có thể nói chuyện này, giao lưu với nhau này, và trò chuyện với nhau qua hình ảnh rất là thoải mái mẹ ạ. Tất cả mọi người trên thế giới ấy, chứ không phải riêng gì Việt Nam mình. Thế là thế nào? Mạng xã hội là cái gì? Mạng xã hội ví dụ như là Facebook hay là Google mẹ vẫn hay vào ấy. Ui giời, thì con cứ nói là Facebook hay Google cho nó dễ hiểu. Mẹ cứ tưởng nó phải là cái gì đó phức tạp cơ. Vô cùng phức tạp đấy mẹ ạ. Một chia sẻ nào đấy mà không kín kẽ thì có đến hàng trăm hàng nghìn comment tốt xấu. Thế nên là cái gì mẹ chia sẻ trên mạng ấy, mẹ cũng phải hết sức để ý nhá. Biết rồi. Sau cái vụ bánh chưng mẹ rút kinh nghiệm rồi. Mà con bảo này, những cái phong cách thời trang của các bạn trẻ bây giờ ấy là phong phú lắm. Bởi vì là các mẫu thời trang trên thế giới được cập nhật thường xuyên, chứ không phải như mẹ đơn giản như ngày xưa đâu. Ghê thật đấy, đúng là bọn trẻ. Con gái mẹ à, cũng sẽ không nằm ngoài xu thế đấy đâu. Bố chứ. Thì con nghĩ rồi, con phải thay đổi cách ăn mặc này, thay đổi cách giao tiếp để con tìm rể quý cho bố mẹ chứ. Đúng rồi, chị nhanh nhanh ý, tìm cho tôi một chàng rể, lấy chồng đi cho tôi nhờ. Yes, madam. Ui, Lựu ngon thế mẹ. Con gái mẹ hôm nay ngoan thế, lại mang quần áo đi giặt cơ đấy. Mẹ nhầm à, con làm gì có hứng thú cho chuyện đấy.
Con dọn bớt đi cho đỡ chật tủ. Con định làm gì? Hả? Con vứt đi ạ? Cái gì? Vứt đống quần áo này đi á? Vâng ạ. Ôi giời ơi, đất ơi, lãng phí thế hả con? Mẹ ơi, toàn những mốt lỗi thời rồi. Năm ngoái thì nó phù hợp nhưng năm nay á, mặc ra đường người ta cười chết. Mẹ thấy còn toàn những quần áo tốt như thế kia, bỏ đi nó phí lắm cơ. Chúng mày chả biết tiết kiệm gì cả. Con đang định xin tiền mẹ để mua quần áo mà mẹ lại nói thế. Này, tôi nói cho cô nghe nhá. Dạ. Tôi không phải là cái cây ATM của hai chị em nhà cô. Không phải ATM nhưng mà là ngân hàng. Mẹ này, thế bây giờ nhá, con béo lên như thế này, làm sao con mặc vừa lại nữa? Nới nó ra. Đây này, xem cái nào nó còn đất ấy, thì nới nó ra mặc chứ. Quần áo tốt như thế kia mà bỏ đi là thế nào? Mẹ, bây giờ ai còn mặc quần áo nối nối vá vá như ngày xưa nữa đâu? Có nối vá đâu, đưa mẹ xem. Này, nó còn tốt như thế này, bây giờ mình chỉ nới ra một tí thôi là mặc được. Con bỏ đi lãng phí lắm. Mẹ nói cho con nghe, năm nào cũng đòi mua quần áo. Cứ như con mua quần áo như thế á, mẹ chỉ có bán nhà đi thôi. Mẹ có mỗi một cô con gái rượu. Bây giờ mẹ không muốn con xinh đẹp lên rồi rước rể quý về cho bố mẹ. Được cái lẻo mép. Thế nên là mẹ cho con mua thêm mấy bộ quần áo mới nhá. Không có đâu chị ạ. À, mẹ. Thôi được rồi, tôi giải quyết cho chị một bộ quần áo thôi nhá. Một bộ cũng được, khoan hơn mẹ. Chỉ được cái phí phạm thôi. À không không, không phí đâu mẹ. Những cái vải con mua ấy là chất liệu thấm nước rất tốt. Con sẽ dùng để làm khăn lau nhà dần dần. Cô Yến. Dạ. Đằng nào cũng để lau nhà cho tôi cho. Thôi, cho cô những bộ quần áo của cháu á. Cô mặc không vừa đâu. Với lại ở tuổi cô mà mặc đồ của cháu người ta gọi là cưa sừng làm nai đấy. Nhiều bà bằng tuổi tôi á, già cú cụ. Chứ tôi đây á, đi đâu người ta cũng khen tôi trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Quần áo này tôi mặc tốt, hợp với tôi chứ này. Chị Nụ này, chị không mặc hợp quần áo của nó đâu. Cái Yến nhà tôi nó thế này, chị thế kia làm sao mà hợp được. Con ơi, theo mẹ, con đăng lên mạng bán đi, đắt rẻ lấy vài chục nghìn một bộ cũng được, đỡ phí. Ham trăng thì quên đẹp, ham vàng thì bỏ đúng gạch dày, vàng thì ăn hết, tiêu gạch thì xây lên thành, lên nhà, lên cửa. Chị Nụ, chị nói ai đấy? Không ạ. Cô ơi, không phải là cháu với mẹ cháu tiếc gì đâu. Bà chủ ơi, nhưng mà tôi nói thật nhé, tôi phục vụ nhà bà chủ hết lòng hết sức, ngần cái ngày. Thế mà bà tiếc tôi vài cái bộ quần áo này cũng chỉ vì để bán được mấy chục nghìn. Chị nói thế là không đúng rồi, không phải tôi hẹp hòi gì đâu. Chẳng qua tôi thấy nó không hợp với chị thôi. Chứ còn nếu chị thích cái nào thì chị cứ lấy đi. Bà đồng ý rồi nhá. Vâng. Tôi mà chọn cái nào vừa tôi lấy luôn đấy. Cô cứ chọn thoải mái đi. Đấy, đấy cái này này. Đấy, cái này cũng đẹp này. Đấy, đấy. Ôi này. Thử luôn, xem thế nào nào. Ôi, đẹp quá. Đây nữa, cái này, cái màu này tôi thích lắm. Ôi dồi ôi, đẹp tuyệt vời luôn đây này. Tôi thử luôn nhá. Đây, bà xem, thử cho bà xem. Đấy, bà thấy không? Ôi dồi ôi, con áo con. Cái này lông ngực cho tôi. Rồi nhưng ôi, ai lại dùng chung áo con? Này này. Không, được. Cái này nữa. Úi dồi, cái váy này mà tôi về quê tôi mặc đi đám cưới á, đẹp hơn gấp tỷ lần mẹ cô dâu ấy chứ. Cô ơi, cô mà mặc cái váy đấy về quê ấy, người ta lại tưởng cô là phù thủy ở trong lễ hội Halloween mà không cần hóa trang ấy. Trông cảm họa đời trang lắm cô ạ. Quần này quần ngố đây, tôi thích quần ngố lắm ấy mà mãi. Trời đất ơi, có khác gì là thảm họa thời trang không? Úi dồi ôi, nhiều hàng hóa thế. Cắt đây bao nhiêu một đôi đây? 5.000 một đôi ạ. Khăn mặt này thì bao nhiêu một cái? 10.000 một cái ạ. Kém được không? Bao nhiêu một cân đấy hả em? 70.000 một cân.
mua tai lợn à? Dạ vâng, em mua tai lợn. À thế ạ. Hôm nay về làm giấy á. À. Mới mua miếng ba chỉ mà bây giờ hết ba chỉ rồi nhớ. Vâng ạ, hôm nay con hết ba chỉ. Bảo đi xuống dưới nhà mua có trà tương ớt thôi. Xa thôi gì đâu. Đi từ đầu dần đến cuối dậu. Úi dồi, bánh giò à? Ôi lâu lắm rồi không được ăn bánh giò. Bánh giò ở thành phố á. Mà gói to thế nhỉ. Bao nhiêu một cái nhỉ em? Chị đi nè. Đồ ngon không em? Em cho chị cái xem nào. Lắm rồi, từ hôm ở dưới quê đến giờ chưa ăn bánh giò đấy. Do vẫn chưa thấy về chứ chị. Chị giỏi ăn cắp rồi. Chị đi buồn chuyện. À, kia rồi. Lý do về muộn kia rồi. Úi giời ơi. Đang buôn dưa lê chém gió thế kia cơ mà. Úi giời. Cô ta nói cái gì ấy nhỉ? Có nói xấu mình không nhỉ? Có thể nào không? Có thể lắm chứ. Úi giời. Cái cung cách kia thì chỉ có thể là nói xấu người khác. Mình. Úi giời ơi. Gớm. Làm em giật hết cả mình. À, ngồi xuống đây. Có chuyện gì mờ ám mà giật mình hả? Này. Chân cẳng như thế này đứng ở đây làm gì? Anh nhìn đi. Ô xin nhà mình kia kìa. Có cái gì? Trốn việc quan đi ở chùa. Sao? Đang buôn dưa lê chém gió ở dưới sân ý. Buôn dưa lê chém gió thì làm sao nào? Em chả lúc buôn dưa lê chém gió phần phật đấy thôi. Em khác, ô xin khác. Anh buồn cười nhở? Khác ở chỗ nào? Em có quyền nói xấu ô xin. Ừ. Ô xin làm sao có quyền nói xấu em được? Em là người trả lương cơ mà. Có cái thói ở đâu ra? Lĩnh tiền của chủ rồi lại nói xấu chủ lem lem ấy là cớ làm sao? Nhưng mà em sao cứ tự kỷ ám thị thế nhỉ? Chị ấy nói chuyện thì thiếu gì chuyện để nói đi chợ này, cái chuyện này, vân vân và mây mây. Sao em lại nghĩ là nói xấu em? Hả? Ơi. Đâu? Cùng cách kia thì chỉ có là nói xấu người khác thôi. Ui, kìa, lại thêm một bàn nữa. Một bàn nữa. Thế này có mà đến mai cũng chả về. Thôi. Đừng có bực dọc nữa. Anh hỏi em này. Em ngồi đây bí bách sẽ em ghen đấy ạ. Anh điên à? Em mà thèm ghen à? Mà tại sao tự dưng anh lại hỏi em cái giọng đấy? Anh đứng về phe em hay là đứng về phe ô xin đấy? Em làm sao thế nhỉ? Sao tính khí cứ thất thường thế à? Anh chỉ nói cái ý kiến chủ quan của mình thôi chứ. Thôi, em không lý luận với anh nữa. Anh đi chỗ khác đi. Thôi được rồi, anh đi. Cha biết mà. Giờ này cũng không biết đường về mà nấu cơm nữa chứ liền. Xin mới chả ổ siếc. Sao bà chủ lại đứng đây? Nhà tôi đứng đâu mà chả được. Thì được ạ. Có mỗi chai tương ớt xuống dưới nhà mua mà đi cả tiếng đồng hồ ấy. Nói thật với bà nhé, hôm nay đông quá, tôi phải xếp hàng mãi mới mua được cái chai tương ớt nhỉ. Đúng rồi. Chị phải xếp hàng với cả bà Xuyến, với bà Tỉnh, với cô Lan. Chị phải mua chai tương ớt ở cuối thành phố. Hóa ra bà rình mò tôi à? Ai thèm rình mò. Tôi nói cho chị biết nhá, chị làm ăn như thế người ta gọi là ăn cắp thời gian làm việc đó. Nói thật nhá, bà ít soi mói thôi, ít suy diễn thôi, để cho tâm hồn nó thư thái thì con người bà nó mới khỏe mạnh được. Chị dám nói với tôi cái giọng ấy đây ạ? Thôi đi, khổ quá. Có mỗi chuyện thế thôi mà cứ ầm ĩ cả nhà cả cửa. Mà thôi nhá, hai bên lại bớt chuyện đi nhá. Đừng có buôn dưa lê bán dưa chuột nữa. Đến giờ nấu cơm thì phải về mà nấu cơm. Có thế thôi. Thế rồi, cái mùi gì mà khét thế hả? Nồi Yến Trung. Trời ơi, nồi yến của em, nồi yến của em. Cả triệu bạc đấy, làm ăn như thế hả? Trời đất ơi, bà còn mắng ai nữa? Rõ ràng là lúc tôi đặt cái nồi tổ yến lên bếp trưng, bà ngồi ở đấy, tôi đã nhờ
nhờ bà rồi. Bà trông giúp hộ tôi để tôi đi mua chai tương ớt. Này, đi trưng cái nồi này cho bà ăn, chị bà ăn. Chị có thôi ngay đi không? Nếu chị đi chỉ 3-4 phút thôi thì cái nồi tổ yến nó đã không cháy như thế. Đi đến 40 phút đồng hồ ấy. Nhưng mà tôi đã nhờ bà rồi. Nếu như bà không rình mò tôi, bà không soi mói tôi xem tôi làm cái gì thì bà đã để ý đến cái nồi tổ yến này rồi. Thôi 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 thôi. Đâu hết cả đầu đấy. Tại cả hai. Hai người thì một người buôn chuyện, một người thì hóng chuyện. Kẻ chín lạng người nửa cân ạ. Đất ơi, ô xin với chả ô xiếc. Cãi cứ lém lém ra như thế này á thì tôi đến chết non mất rồi, tôi tổn thọ mất rồi.